nó to lên quá rồi. Nói cho mọi người nghe. Đây là Sàn Nhân, xin chào các bạn nha. Hôm nay Sàn sẽ test cho các bạn ra đây là điện thoại iPhone 6X 15 triệu mới mua ở sáng gì được mẹ dưỡng đập. Ở đây, hôm nay Sàn được test cho mọi người xem uy lực của nó như thế nào nha. Không mẹ. Wow. Ê, và các bạn vẫn còn nguyên nha. Rồi, kết thúc đây đấy.